đồ bị bó em nói nổi. Tại vì mặc áo hoodie. Mà cho em mặc những cái khổ vậy. Nóng không vậy? Thẳng trời vậy. Ơi, đây, em mặc cái mền vô em thở không nổi anh ơi. Trời ơi, mặc cái gì mà như cái mền vậy? Trời ơi, tưởng nói chuyện không nổi cho em tháo quần đồ đi. Giờ nói chuyện thu thoát nè. Thu thoát. Nó thanh thoát nè. Chị thu là làm tốt. Đúng rồi. Lưu loát và thanh thoát là thu thoát. Đúng rồi. Giờ đây, chúng tôi sẽ phép được phỏng vấn một chàng trai. Chúng tôi bắt gặp trên đường anh ấy đang có một chuyến du lịch tại đây. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Thì tôi thấy thật sự đây là một hành động rất ý nghĩa. Khi mà chúng ta bắt được những người xả rác ở đây đang phải nhặt được những cái bãi rác của họ. Rác quá trời rác. Trời ơi. Đúng rồi, những người này đây là những tấm gương nha các bạn. À, quên giới thiệu, đây là chú Sáu là bảo vệ môi trường ở đây. Đúng. À, tôi bán nước ở đây. Jenny bật mí những câu chuyện bí mật. Trước khi biết khách mời là ai, cả dàn cast đã đưa ra vô số những cái tên. Và thông qua màn đoán tên này, Jenny sẽ bật mí ai mới thực sự là người ấy của bé Diễm. Lăn nhanh những bánh xe lăn nhanh. Trình nóng quá, ngửa đầu quá. Mà có nếp nãy Nếp nãy ấy luôn. Ấy luôn hả? Ăn chảy không? Dạ không, ý là chị nó nóng bụng. Không nên ăn á. Khó tiêu hả? Nếp nó lâu. Dạ. Tí nữa quay sống này rồi làm thêm. Còn bịch nào nữa không? Còn bịch B nào nữa không? Có một bịch thôi. Bốn tiếng chứ anh. Gì? 4 tiếng mới bịch. 20 phút nó sẽ đỡ. Đúng rồi. Chị tháo đồ chị khỏe quá rồi. Em thấy chị mặc đó là chị xỉu chắc. Chị nói em nổi. Mặc đồ bị bó em nói nổi. Tại vì mặc áo hoodie. Mà cho em mặc những cái khổ vậy. Nóng không vậy? Gắt cò. Xài cái áo gắt cò. Ủa áo kia mát mà. Nói chị không nổi luôn rồi. Sang nhà mặc cái đó. Không biết. Ý là đồ cam chọn màu. Không phải. Cái gì vậy? Em thở cái đó nó mới thở. Đừng mở ra. Ủa chứ bị gì? Để bị chào bị gì? Đừng mở. Đừng mở. Rồi như vậy là chúng ta đang có hai đội, đó là đội xương rồng nở hoa và đội nắng gió đá. Nắng gió đá đúng không ạ? Làm vậy. Chị bị dắt quá em phụ chị. Mà sao hồi nãy em nói không được mà giờ em nói được sang sảng. Trời ơi, đây em mặc cái mền vô em thở không nổi anh ơi. Trời ơi, mặc cái gì mà như cái mền vậy? Trời ơi, tưởng nói chuyện không nổi cho em tháo quần đồ đi. Giờ nói chuyện thu thoát nè. Thu thoát. Thanh thoát nè. Chị thu là làm tốt. Đúng rồi. Lưu loát và thanh thoát là thu thoát. Đúng rồi. Ở đây có hai tấm ảnh. Một tấm ảnh là Mây. Hoàng hôn. Hoàng hôn. Thủy triều. Nhắm mắt lại huynh bộ tẩy. Quay ra đây. Quay ra đi man. Bài đó bài hit của anh Hùng. Đúng. Bên đây là Mây là Vân. Mây là anh Thanh, buồn trôi hồng ngọc. Mây buồn trôi mãi chỉ cẩm lưng. Vân. Chuyện Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân. Vân Mây. Vũ. Vũ hả? Vũ mày. là gì đó? Mày mà sao Vũ? Mây là bọn Vân. Vân, Khánh Vân. Khánh Vân chơi rồi. Hai lần rồi. Gì à? Mắt biết, chưa chơi. Khánh Vân luôn. Bây giờ các bạn, bây giờ các bạn vừa đoán và vừa chọn cho mình ha. Mình chọn Thủy Triều đi. Mình muốn dập dèo. Em lấy luôn đi cưng. Em là Mây. Lấy ha. Dập diều. Không nó hợp với màu tím rồi. Dập diều. Dập diều. Cô liêu. Thủy triều. Thủy triều là bằng tiếng Mỹ mèo đó. Thủy triều cô liêu hả? Trời ơi, tại sao dùng đất nắng gió cực khổ vậy mà chọn gái vô? Mời Hải Triều á. Đổi đi. Đúng rồi, trời dạy. Mời các bạn gặp gỡ với hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay ha. Và không ai khác, hai cô gái xinh đẹp của chúng ta chính là Tam Triều Dân và Khánh Vân. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25/8. Xin mời hình phạt của anh. Hôn rác nữa chị. Trời ơi, khách mời đã nặng rồi bây giờ còn mang rác nữa người nữa. Cái này rất ý nghĩa đó mọi người. Đúng rồi. Đó, tại là đừng có xả rác nha.
Phải, ủa cái này dài dữ vậy? Để tôi quấn canh gì làm đó em. Trời đất ơi. Em ơi, đừng có để bụng như vậy. Trời ơi, em để bụng lắm. Em muốn đi coi cái gì, ấn tượng hay là sao? Ấn tượng, ấn tượng. Rồi đưa hai tay phía trước. Ấn tượng quá. Em ơi. Mọi người có hay có coi mấy cái clip mà ở trên mạng người ta giải cứu rùa rồi à, rồi à, gấp mấy cái động cái vật lạ trong cái mũi rùa ra không? À, có. Mấy cái đó ghê ha. Ờ. Cái đó khủng khiếp á. Cái đó mới là ngồi khóc luôn á. Có một cái con rùa nó bị một cái vòng nhựa xiết vòng đúng rồi. Nó lớn lên nhưng mà cái phần thân của nó như bị xèo. Cái hồ lô vậy á. Ghê lắm, tao nghĩ đó. Rồi có coi một clip bạn có một cái ông nó gấp cái gì cái mũi rùa mà nó dài dài. Ông hút anh. Ông hút ghê. Ông hút hoặc là dây ni lông á. Ờ. Ban đầu mũi luôn. Ban đầu tưởng con rùa sửa mũi mà nó sụn luôn á. Vậy gắn cái đó vô mũi em đi. Ờ vậy. Để em sao tuyên truyền, em tuyên truyền. Em còn đây nữa còn hai. Chị thấy sao chị? Đó. Em giống như con rùa bơi đi. Đừng như chị Thấm. Đừng giống như nè. Đó. Hấp vô như vậy. Anh giật giác mặn rùa anh búng 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 á, búng vô bung đầu ra, rùa. Búng ra. Nè, rùa. Xả rác lên đầu rùa. Cứu xuống, cứu xuống. Đùa đừng vậy. Ủa sao tự nhiên có ống ga vậy? Không được luôn á. À, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra đội thắng thì các bạn có được một chiếc xe Ford nữa ha. Trời ơi. Trời nói gì nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Xe gì ạ? Anh đã thấy chưa? Trời ơi. Này, anh nghe tôi phân tích là thấy đội thắng hàng liền nè. Gì chú? Đội thắng là dân du lịch. Dạ. Đi một chiếc xe xịn tới ăn uống xả rác rồi những con vật ở dưới biển phải chịu. Đúng. Đúng. Cứu chúng tôi. Hãy cứu mẹ con rùa. Kệ, cho tôi ngồi xe đi, kệ. Xin mời đại diện của đội thắng lên rút ba thẻ ăn ngon đi ạ. Đội thắng, con rùa nè. Ba thẻ hồi đó quên nên đánh dần chữ thắng. Trước khi di chuyển đến cái địa điểm tiếp theo để chơi trò chơi tiếp theo thì các bạn sẽ phải thực hiện thêm một nhiệm vụ mà chính Trường Giang đã đề nghị lúc đầu, đó là các bạn sẽ đi nhặt rác. Đội nào thua ở lại dọn rác. Wow, hay, 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 hợp lý nha, hợp lý, trời ơi, hợp lý. Đúng là em thấy bánh bò đi đường này rớt rất là nhiều, thì giờ tụi em muốn thua thì tụi em sẽ hút những chiếc bánh bò đó. Bánh bò thì nó tốt cho cậy cỏ hơn sao cả, nhưng mà rác nhiều thì mình phải dọn. Rồi bây giờ đồng ý là lát đội đầu thua trong trò chơi thì mình dọn rác không? Đồng ý không? Đồng ý. Ok. Không giới hạn. Wow, wow. Em nhặt lâu lắm nha, em nhặt 4 giờ chiều mới xong ạ. Dạ mà chị ơi, thật ra em thấy á, cái việc mà mình bảo vệ môi trường là một cái việc rất là ý nghĩa. Và thường người ta hay nói là bảo vệ môi trường là mình phải làm cái gì? Thường hay nhắc đến ý thức. Mà khi mà ý thức thì không thể một vài người mà phải là tất cả mọi người cùng làm thì nó mới hay quá. Lan tỏa được cái ý nghĩa này ạ. À. Wow, em hay quá. Rồi, vậy thì chúng tôi mời cái phim dẹp máy dọn rác cùng chúng tôi. Hay quá. Đây, chị Thắm. Dọn rác giùm em. Đây hướng dẫn mọi người nhặt rác và bỏ vào. Rồi xin mời chờ các bạn đội thua đi nhặt rác. Tuy nhiên là các bạn đã có một câu vận động rất hay. Thì cái này tùy vào cái ý thức của đội. Trời ơi, bây giờ mình không làm thì cái ý thức rất kỳ thị luôn đó. Chữ ý thức rất kỳ thị. Ý thức của đội thắng. Đó là những con người xả rác thì phải bị cuộc đời trừng trị. Đúng, cái này xả rác nè. Tụi tôi chơi là có thắng có thua. Thì tụi tôi thua tụi tôi phải làm thôi. Đúng. Tôi làm việc tốt cho cộng đồng. Các bạn thấy không tốt bạn đừng làm. Trời ơi. Nếu anh không nhặt rác thì anh hãy nhặt những cái miếng của mình rớt lặt vặt nãy giờ và anh đi đi. Em mới nhiều kìa, lượm đi. Rồi, xin mời phát bao rác đi ạ. Phát bao rác đi. Mặt đỏ rồi kìa. Không sao đâu, nó sắp rồi. Cái này bỏ luôn hay sao? Ủa cái đó vậy, cái đó dây chai. Ủa cái này cái gì đó, cái đó dây chai. Cái đó dây chai. Trời ơi. Anh ơi, còn bò nữa anh ơi, giúp nó. Hoa hậu mà đi nhặt bò. Sao lưng kẹt, sao lưng camera kẹt hoa hậu. Kìa yeah. Em đang... Sao mà cái này xong mà nó dướng đầu dữ vậy. Trời ơi. Rồi, mình sẽ bỏ rác lên đây cho mọi người. Thưa các bạn, chúng ta là những người dân có du lịch, có điều kiện và chúng ta đến nhiều nơi. Hy vọng các bạn hãy như những tấm gương này, đi tới đâu cũng hãy mang về cho mình những bức ảnh đẹp, đời những dấu chân. Bất công. Đừng để lại rác, bởi vì rác nhựa này rất khó để mà có thể tiêu hủy được. Và đây, chúng tôi sẽ phép được phỏng vấn một chàng trai chúng tôi bắt gặp trên đường, anh ấy đang có một chuyến du lịch tại đây. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Thì tôi thấy thật sự đây là một hành động rất ý nghĩa.
khi mà chúng ta bắt được những người xả rác ở đây đang phải nhặt được những cái bãi rác của họ. Rác quá trời rác. Trời ơi. Đúng rồi, những người này đây là những tấm gương nha các bạn. À, quên giới thiệu, đây là chú Sáu là bảo vệ môi trường ở đây. Đúng. À, tôi bán nước ở đây. Tôi bán thôi, nhưng mà các em uống nước xong các em phải nhặt rác. Tôi bán rồi tôi nhặt nữa là đâu có đường đâu. Đúng rồi. Rồi những cái cảnh đẹp như vậy mà các em tới đây du lịch rồi các em uống nước rồi các em thả như vậy là nó mất cảnh quan đi. Đúng rồi. Không được. Rồi chú Sáu thấy vậy đó, chú Sáu không đồng tình. Giận thôi. Máy đâu? Sao xả rác vậy hả? Ôi là trời. Mà chúng tôi thấy là những người xả rác này có không những là về cái giới tính khác nhau, độ tuổi khác nhau. Có những thanh niên gần 40, 70 tuổi rồi mà vẫn xả rác. 70 tuổi rồi mà vẫn xả rác. Rồi em là ngư dân ở đây thì em thấy làm sao? Rác nó có ảnh hưởng gì đến việc mà đánh bắt của em không? Thì có à, em thì em hay đánh ra ngoài đánh bắt cá. Em chứng kiến những con vật bị sao? Em chứng kiến những con vật là bị tổn thương bởi những cái thứ rác này. Đúng. Đó, nên là hôm nay rất là mong là tất cả mọi người ở đây sẽ cùng nhau chung tay để gom rác lại. Đúng. Và đừng xả rác nữa mọi người ơi, đừng như những người này, những người mà áo cam này rất là tội ạ. À. Nè, còn em bên hội phụ nữ, em có nói gì? Đưa tay đi cho rác sao vậy? Cái này có phải không? Đây là mền. À, xin hỏi học sinh tiểu học em nhận thức như thế nào về môi trường hiện tại với lại những thanh niên này? Em đại diện lớp trẻ, các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường phải rất hết sức gọi là nêu cao những cái tinh thần gọi là ý thức của mình, tại vì biển nó cũng giống như là nguồn cội, nó là nguồn sống đó mọi người, cho nên là phải hết sức gọi là bảo tồn, bảo vệ, giữ gìn và đặc biệt là phải nên rất là siết chặt khi mà mình đã ý thức mình làm rồi, một khi đã quyết tâm dọn là phải dọn cho sạch sẽ, dọn cho gọi là không còn một miếng rác nào. Đúng. Và em cũng muốn nhắn gửi tới đội bên kia là cũng hãy như vậy. Đúng rồi. Cố gắng làm sao. Thật ra đội mình thắng tụi mình về đừng nghỉ ngơi, nhưng không, tụi mình vẫn ở đây tuyên cổ vũ. Đúng rồi. Tuyên truyền đội kia là không được rồi xả rác nữa. Đó. Còn cái này mà rác hả? Không biết ai dùng lum ra. Nhiều tiền lắm á. Trời ơi. Dũng hành rác chưa thêm không? Tất cả mà về vấn đề bảo vệ môi trường là phải hành động. Phải hành động, chung tay hành động chứ không phải đứng nói. Đứng nói thì ai nói chả được. Quan trọng là phải hành động. Mỗi người một tay thôi, mỗi người một miếng rác nhỏ thôi. Triệu người sẽ thành được cả tấn rác. Nên là mong quý vị hãy cùng chúng tôi lan tỏa cái tinh thần dọn rác. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ đi ngang qua với ánh nhìn hờ hững với họ. Hành động không phải nói, hãy hành động, không phải nói. Cố lên, động cái đó căng nha. Đừng sợ rác đó nha các bạn trẻ. Thôi, đây thì gom rác thôi mọi người ơi, gom rác lại. Còn rác kia. Đây nè. Cái gì vậy? Thôi, không được của chú. Ê, bánh mìn anh dặm lên. Cái gì vậy? Trời ơi, cái đó tốt cho môi trường. Nhưng bánh quy. Rồi đi thôi. Đi rồi tháo một chất. Cái này là gì vậy anh? Biết xe đâu đi, chưa có xe. Đây, rác thải nhựa nè, thấy không? Bỏ vô. Ủa? Để tôi quấn canh gì làm đó hả? Trời đất ơi. Bắt đi lại. Em ơi, đừng có để bụng như trời vậy ơi, chứ. Em để bụng lắm. Em muốn đi coi cái gì, ấn tượng hay là sao? Ấn tượng. Rồi đưa hai tay phía trước. Ấn tượng quá. Em ơi. Mọi người có hay có coi mấy cái clip mà ở trên mạng người ta giải cứu rùa rồi gấp mấy cái động cái vật lạ trong cái mũi rùa ra không? À, có. Mấy cái đó ghê ha. Cái đó khủng khiếp á. Cái đó mới là ngồi khóc luôn á.
có một cái con rùa nó bị một cái vòng nhựa siết vòng đúng rồi. Nó lớn lên nhưng mà cái phần thân của nó như bị xèo eo cái hồ lô vậy á. Kìa đó, tội nghiệp lắm. Rồi có coi một clip bạc có một cái ông nó gấp cái gì cái mũi rùa mà nó dài dài. Ông hút anh. Ông hút vào hoặc là dây ni lông á. Ban đầu mũi luôn. Ban đầu tưởng con rùa sửa mũi mà nó sụn luôn á. Vậy gắn cái đó vô mũi em đi. Ờ vậy à. Đếm sao. Tuyên truyền, em tuyên truyền. Em ơi còn đây nữa còn ai. Chị thấy sao chị? Đó. Em giống như con.